Tôi làm cho bạn một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 và đề thi lớp 10 chuyên hóa. Câu này thuộc nội dung ký tức là kim loại tác dụng với axit HCl và H4 loãng. Nó thuộc kiểu bài toán đó là đĩa căng thăng bằng. Đề như sau. Cho hai cốc A và B chứa dung dịch HCl và H24 đặt trên hai đĩa căng thấy thăng bằng. Khi người ta cho đặt hai đĩa căng mà thấy thăng bằng, điều này chứng tỏ là khối lượng của hai dung dịch là như nhau. Như vậy bước đầu tiên chúng ta có khối lượng dung dịch HCl bằng khối lượng dung dịch H2S4. Ở đây mình cho nó là A gam đi. Đó. Trên cốc A người ta cho 11,2 gam nhôm. Còn ở cốc B cho M gam sắt. Biết sao vẫn căng vẫn thăng bằng. Điều cần chúng ta là tính M. Như vậy để tính M thì chúng ta làm như sau. Trong trường hợp này em sẽ đi tính được bao nhiêu? Bao nhiêu chúng ta tính như sau. Lưu ý trong bài toán này thì nghe kỹ. Ở trong bài toán này thì bạn lưu ý là người ta nói này là một cách rất là vừa, đúng không? Còn nếu đúng hơn là người ta phải nói là biết sao vẫn là kim loại sẽ phản ứng hết, nhưng mà đề không nói, nhưng mà tôi vẫn có thể biết được là kim loại vẫn hết. Đặt một câu hỏi nó nếu nó phản ứng không hết thì cái số mol nhôm sẽ không chuyển được sang hydro. Khi đó chúng ta sẽ không tính được cái khối lượng còn lại của cấp A, cũng tương tự như không tính được khối lượng còn lại cấp B. Cho nên bài toán này sẽ không bao giờ tìm được M. Và như thầy đã phỏng đoán thì bài này chắc chắn là nhôm và sắt sẽ tan hoàn toàn trong HCl và H4 loãng, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ lấy khối lượng là 11,2. Em chia cho thầy là 27 bằng bao nhiêu? Nếu nó lại chúng ta đều phân số. Ở đây thầy tính được là 56 Sao? phần 135. Đó mà làm có vài câu tương tự. Không cần nhờ thầy khuyến khích các bạn rồi. Khi chúng ta làm bất kỳ cái dạng toán nào, bất cứ thứ gì cũng vậy. Thà chúng ta làm một lần mà chúng ta làm được nhiều câu thì chúng ta hiểu bản chất nó rõ hơn. Còn nếu một câu chúng ta làm qua một lần thì nó sẽ trôi rất là nhanh. Không nhớ gì đâu. Như vậy khối lượng sắt bây giờ sẽ bằng M chia cho 56 mol. Như vậy chúng ta xét ở cốc A. Cốc A là có chứa HCl và cho nhôm vô. Nhôm tác dụng với HCl để tạo thành AlCl3 cộng H2. 2623. Rồi. Mol nhôm thì đã có 56 phần 135 chuyển sang hydro, em nhân 3 chia 2 bằng bao nhiêu? Hai tám phần 45 mol, được chưa? Giờ tiếp tục chúng ta xét cốc B. Cốc B là chứa 22S4 và cho sắt vào. Sắt đi tác dụng với H2S4. Và thêm sẽ tạo thành F2S4 cộng H2. 2. Mol sắt là M trên 56 mol. Chuyển qua bên này thì là M chia cho 56 mol. Như vậy sau vẫn cân thăng bằng khi nào? Dạ, khi khối lượng còn lại ở trong cốc A bằng khối lượng còn lại trong cốc B. Là đúng rồi. Có nghĩa là nếu chúng ta nói là khối lượng còn lại nó mới chính xác. Còn nếu bạn nào kêu là M dung dịch là sai. Trong này thì nó là đúng, nhưng mà những bài toán mà có tụ thì chúng ta sai mất rồi. Khối lượng còn lại của cốc A. Khối lượng còn lại cốc B bằng nhau. Khối lượng còn lại của cốc A sẽ được tính như sau. Sẽ lấy khối lượng của nhôm là 11,2 gam cộng cho dung dịch HCl là A trừ đi khí hydro là 2 nhân cho 28 phần 45. Khối lượng còn lại của cốc B sẽ được tính như sau. Em lấy khối lượng sắt là M gam cộng cho khối lượng dung dịch H4 là A gam trừ đi khối lượng hydro là 2 nhân cho M chia 56.
ta làm từ từ. Chúng ta nhận thấy A hai vế rút gọn cho nhau. Em lấy 11,2 em trừ đi 2 nhân cho 28 phần 45. Ở đây nó không được đẹp thì chúng ta để phân số đi, 448 phần 45. Bên này em lấy m trừ 2 phần 56 thì nó sẽ bằng 27 phần 28 m. Từ đây chúng ta sẽ ra m bằng 448 em nhân cho 28, dưới này là 45 nhân 27. Bao nhiêu mày? Ở đây thầy tính được là xấp xỉ 10,32 gram. Đó. Đây là đáp số cuối cùng của bài toán này. Vậy thôi, rất là đơn giản, không khó gì hết. Có kiến gì không em ơi? Đặt cái nhầm đặt ơi. Không này. Ok, như vậy không thì tôi sẽ phép dừng câu hỏi này lại đây nha.